Xin chào mừng toàn thể bà con đã quay trở lại kênh của Lâm Cơ Thành đây ạ. Đi trực cửa hàng xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Bất là cần mua và đặt hàng thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 nha các bác. Vâng, và hôm nay là ngày mùng 8 tháng 6, tiếp tục lên lô máy cho các bác 12 con máy. Vâng, máy em báo trên từng mặt hàng, từng cây máy là nó có phụ kiện kèm theo và đã miễn phí ship tuần cũ cho các bác. Phụ kiện kèm theo thì gồm có dao vuông, bát phát cước, dây đeo, típ, mở buji và mở đầu dao, lục giác. Hình thức mua bán thì các bác không cần phải cọc, và trước khi nhận và giao tiền cho nhân viên giao hàng, các bác được quyền kiểm tra máy, được quyền test đổ máy nha các bác. Vâng, cũng có một bác như hôm qua ấy ạ, có được tháo bô kiểm tra lòng bạc bê tông không ạ? Vâng, những cái trường hợp đó thì bên cửa hàng nói chung là nếu là để các bác quen shipper nha, em vẫn sẵn sàng. Còn nếu mà để không quen shipper, em khẳng định với các bác, cửa hàng, bất kỳ cửa hàng nào có cho các bác kiểm tra chăng nữa, nhân viên shipper người ta không cho đâu. Giao một đơn hàng cho các bác, những cái ông đi giao, ông được 10.000. Mà các bác kiểm tra đến một tiếng đồng hồ ấy ạ, thì các bác thử tính xem một ngày người ta giao được bao nhiêu đơn, và chắc chắn rồi người ta sẽ không đồng ý. Còn những cái bác nào vẫn cố tình chưa tin tưởng cửa hàng ấy ạ, muốn xem cứ cho shipper 20-30 gì đó, đó họ có đồng ý thì được nha, ăn nhau ở cái ông shipper thôi ạ. Có một số trường hợp có nhắn tin trên kênh của em ấy ạ, gọi điện không nghe máy ạ. Vâng, những trường hợp đó thường thường nó sẽ rơi vào hai trường hợp nha. Một trường hợp trả giá, hai nữa trường hợp là gọi điện vào lúc giờ không phải là giờ hành chính. Có bác giờ 5 giờ sáng các bác đã gọi cho em rồi, những cái giờ đó thì em đang nói chung bận việc riêng tư tí, làm sao mà nghe máy được. Hoặc là những cái giờ nghỉ trưa, hoặc là có bác tận 12 giờ đêm các bác cũng gọi chốt máy. Đó là những cái giờ em không nghe được máy nha các bác, em chỉ nghe máy lúc giờ hành chính thôi. Và còn một trường hợp nữa là cái trường hợp giả giá các bác ạ. Đó, ở trên kênh video em đã nói rồi, tất cả công suất máy, tình trạng máy, giá máy em đã báo rõ ràng trên video rồi, và giá sẽ không thay đổi. Vâng, với cái quan điểm sống của em ấy ạ, thì đúng ra thì các bác giả giá thì các bác cũng chẳng sai ạ, như mớ rau, mớ tôm, mớ cá thịt ở chợ ấy thì cũng chẳng sai. Đó là quan điểm của các bác. Còn bán hay không, hay là ý là một nói một là một, hai là hai, đó là quan điểm của em. Còn trên đất ở Việt Nam mình nha, lúc nào cũng có cái tính ở nói 10 bán 9. Đó là so với lại những cái mặt bằng chung như vậy. Còn với Lâm Cơ Thành Định nha, em nói một là hai, giá đã báo chuẩn rồi. Khi các bác muốn bớt 50.000 hay 100.000 mới chốt máy ạ, xin đừng gọi điện và chốt đơn nha. Và những cái trường hợp mà các bác chốt đơn mà các bác giả giá ạ, bên nhân viên nhà em hoặc thợ nhà em không trả lời tin nhắn ạ, mong các bác đó thông cảm. Đó, em sẽ không trả lời tin nhắn những cái trường hợp bớt tiền nha các bác. Vâng, và quay trở lại video giới thiệu các bác, hôm nay lô máy 12 con đều đến từ những thương hiệu hàng hệ như Maruyama, Shingu, Echokurit, Senawa, Mitsubishi, Echokurit nha. Vâng, hôm nay thì phân khúc CC thì không có bé quá đâu, toàn cỡ trung bình, cỡ vừa vừa nha, sử dụng cho mục đích công việc có, chuyên nghiệp có. Vâng, phân khúc hôm nay thì từ 23cc cho tới 31cc. Giá tiền thì hôm nay không có cái loại rơm rơm 900, 850 hay là 1 triệu đâu ạ. Giá tiền hôm nay thì từ 1 triệu 350 ngàn đồng cho tới 2 triệu 500 ngàn đồng nha. Và 100% lô máy hôm nay đều là dòng 2 thi, xăng phải pha nhớt. Và tỷ lệ pha nhớt cho em là 1 trên 20, 1 lít nhớt là 20 lít xăng. Đó là những cái dòng nhớt thông thường. Vâng, nhớt đắt tiền, nhớt cao cấp hơn thì các bác pha tỷ lệ cao hơn, 30 đến 40 trên 1 nha các bác. Vâng, để không mất thời gian của các bác, em sẽ điểm sơ sơ từ con 1 trước để các bác lựa chọn. Vâng, các bác nào thích con nào chọn con nào ạ, tời đúng con đó coi. Đó, cho nó mất thời gian. Rồi tờ đi tờ lại kỹ càng, chắc chắn chốt thì liên hệ hai số điện thoại có Zalo ạ. Hôm nay có một con máy lớn đến từ thương hiệu Echokurit phân khúc 31cc. Vâng, cặp TL26 đến từ thương hiệu Mitsubishi không điểm chê nha các bác. Vâng, một con Echokurit đời mới 263 đẹp xuất sắc, tay ga bóp hệ. Vâng, tiếp tục lại một cặp Mitsubishi TL23 đẹp xuất sắc màu vàng nha các bác. Đều đã sử dụng bố tum rơi. Vâng, vừa túi tiền các bác thích những dòng phát chuyên nghiệp, các bác có thể chọn những cái thương hiệu như B5, B6 ngày hôm nay. Xin được qua 3 số có tên riêng là 231. Vâng, tiếp tục lại một con phát chuyên nghiệp đến từ thương hiệu Echokurit 260. Vâng, vừa túi tiền phần khúc 26cc thì các bác có thể chọn B3 ngày hôm nay, Shingu 26cc.
Vâng, với những con đời cao, tính ổn định cực kỳ cao, đồ thay tháo dễ thì các bác có thể chọn D1, D2 ngày hôm nay. Maruyama phân khúc 23cc nha các bác. Và như mọi khi, trước khi review sẽ hướng dẫn sử dụng nha các bác. Sáng ra hoặc lâu ngày không sử dụng, nhấn nút bơm xăng. Vâng, với những dòng Maruyama có một số con lè bên tay trái thì bắt đầu khởi động, thả xuống, nổ rồi nhấc lên. Vâng, còn đa phần nó ở bên tay phải này, bắt đầu khởi động, nhấc lên, nổ rồi thả xuống. Vâng, ngoại trừ những cái dòng Shinagawa này. Shinagawa tuy nó le nó ở bên tay trái nhưng phải lại làm xuôi chiều nhà, bắt đầu khởi động, nhấc lên, nổ rồi thả xuống. Đó là những cái dòng Shinagawa. Khi các bác mua một con máy nào ấy, các bác lưu ý cần phải biết được chiều nào là chiều đóng, chiều nào là chiều mở thì sử dụng nó mới dễ nổ được nha các bác. Em cũng bán có đâu đâu cũng có các bác ạ. Gần như là các bác không để ý gì cái le, các bác chỉ cần bấm bơm xăng xong cứ vậy giật nổ. Vâng, đồng ý là nó cũng nổ đấy, nhưng mà các bác cũng phải giật 15 20 phát nó mới nổ. Đó, còn sử dụng đúng cách, đúng bài bao giờ cũng dễ nổ hơn nha. Và lưu ý nữa, thêm một cái nữa là ga lên một chút bao giờ cũng dễ nổ hơn để ga như vậy nha các bác. Đó là những cái con le thường. Còn những cái con le đỏ tự động này, nếu mà các bác ga ấy, cũng có bác mua le đỏ tự động, xong cứ ga lên vậy này. Đó, ga lên như vậy khác gì chẳng đóng được nè nha, không bao giờ đóng được nè. Những cái dòng nè tay đỏ này bắt đầu khởi động ấy, là phải thả hết nè về, đóng rồi nó đổ rồi ga lên, tự khắc nó bật lại nha. Đó là những dòng nè đỏ tự động. Đó, có thể thấy một lô máy ở đây thì nó nè nó chung là 1, 2, 3, 4 loại khác nhau rồi. Đó, vâng, đó là lúc sáng ra hết xăng hoặc lâu ngày không sử dụng thì mình nhầm đúng thao tác như vậy. Còn khi mà nó nổ như bây giờ, các bác không cần phải bơm xăng, không cần phải đóng le nữa, nhẹ là nó nổ thôi ạ. Như đầu video nó nói là các bác thích những con ổn định, tiết kiệm xăng, đời cao, các bác chọn D1, D2 ngày hôm nay đều đến từ thương hiệu Maruyama. Một con tum liền, một con tum rơi. Vâng, với con B1 ngày hôm nay là một con Maruyama phân khúc 23cc lòng 32 ly, sử dụng bố tum liền, sử dụng dế ga ngang chế qua một đồ chế một kim, tay ga giữ, đầu bò điên cho các bác, có chắn cỏ vỡ thì thay chắn cỏ mới cho các bác nha. Vâng, chỉ có 1.400.000 đồng các bác sở hữu một con đời cao đến từ thương hiệu Maruyama. Vâng, và với những thương hiệu Maruyama này, lúc máy có dập mấy Japan dập nổi và logo thương hiệu Maruyama để các bác phân biệt hàng nhãn thật nha. Vâng, con này cực kỳ đẹp luôn nha các bác. Vâng, B1 giá 1.400.000 đồng, giá đã bao ship và 5 món phụ kiện kèm theo cho các bác. Vâng, B2 này cũng vậy ạ, y chang con B1 thôi. Đó, nhìn thiết kế nó khác nhau thôi nhưng mà trong ruột của nó là giống nhau hết nha các bác. Nhưng mà con này lại sử dụng bố tum rời. Đó, tum rời thì nó sẽ đắt hơn tum liền một chút. Những con tum rời cũng bác cũng có một những câu hỏi là tum rời tum liền khác gì nhau mà nó chênh tiền nhau. Vâng, về cấu tạo ở trong máy của nó nha, nó y chang nhau thôi. Nó khác mỗi là tum rời thôi ạ. Tum rời để làm mục đích gì ạ? Mục đích là khi một số bác ở dưới miền Tây các bác hay mua về để phát cỏ này, để gắn máy xịt thuốc này. Đó, và độ chế một cái gì đó, nói chung là độ chế nhiều cái lắm. Ở về Việt Nam mình thì nếu mà để mà cái độ gọi là cái chiêu trò độ chế thì nó thuộc hệ đầu thế giới rồi. Độ chế rất nhiều cái chứ không phải một cái ạ, độ cá xe đạp đi đấy ạ. Vâng, B2 ngày hôm nay thì cũng đang sử dụng chế ga ngang, chế qua một đồ chế một kim, tum rời, tum nhôm, bố côn 260, tay ga giữ đầu bò điền cho các bác. Vâng, nhìn hơn một chút xíu thôi, 1.500.000 đồng B2 ngày hôm nay, Maruyama phân khúc 23cc lòng 32 ly ạ. B2 thì các bác có thể nghe tiếng máy của nó đã cực kỳ êm, cực kỳ ngon luôn. Nó mất một tí tí cái vỏ này nha, nó mất 1-2 thanh này thôi nha, nó chả ảnh hưởng gì đến máy móc cả. Vâng, B2 chỉ có giá 1.500.000 đồng. Vâng, rất vừa túi tiền. Những hàng Singu này về mấy hôm nay cũng về, em chuyên xả những dòng Singu rồi nha các bác. Vâng, giới thiệu cho các bác một con đến thương hiệu Singu S265A
phân khúc của nó là 26cc lòng 34 ly. Vâng, con này đẹp xuất sắc cho các bác luôn. Tình trạng của em nó thì riêng nguyên bản 100%. Vâng, các bác thích một con phân khúc 26cc lòng 34 ly, giá tiền phải chăng, có trục giật trợ lực, sử dụng chế ga ngang, chế Guamoro, tôm liền, tay ga giữ đầu bò điền cho các bác. Vâng, và con B3 này chỉ có 1.350.000 đồng nha. Đó, như đầu em đã nói đấy ạ. Những cái dòng thương hiệu Singu đây, hiện tại em còn tập ở hơn chục cây nữa, sắp tới em xả hết cho các bác nha. Ở trên thị trường không có ông Thánh, ông nào mà bán cái con một con Singu 26 giá 1.350.000 đồng cho các bác đâu ạ. Cực kỳ đẹp luôn ạ. Từ cái dây giật các bác thể thấy là vâng, B3 chỉ có giá 1.350.000 đồng ạ. Kêu nhẹ cái đã nổ nha các bác. Vâng, B3 1.350.000 đồng ạ. Vâng, cũng cùng cái phân khúc 26cc lòng 34 ly. Các bác thích những cái phiên bản phát chuyên nghiệp đến từ thương hiệu Echo Kirit, B4 là sự lựa chọn tốt nhất cho các bác rồi đấy ạ. Giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Echo Kirit, phân khúc 26cc lòng 34 ly. Vâng, phiên bản này có cái trợ lực ở cái van xả, cái đầu lòng này này. Van xả này là khi các bác giật này, đó, cái này nó nhấp nhả ấy ạ. Cái hơi nó tụt ra, tụt vào để nó giật nhẹ đi nha các bác. Vâng, với phiên bản này thì nó là phiên bản phát chuyên nghiệp, các bác có thể phát thể cày cã được những phiên bản này. Đồ thay tháo sẵn, sử dụng chế bơm xăng tự động, chế vú bơm lớn, chế ga đứng, chế quả ga, tum liền, tum nhôm, tay ghi đồng một, đầu vò chắn cỏ rin hết cho các bác, rin nguyên bản, rin toàn tập. Vâng, với những con ghi đồng một này, khi các bác chốt đơn các bác không thích, các bác nhắn tin là đổi ghi đồng chữ U nha các bác. Đó, tránh cái trường hợp về tới nhà bác ơ không, mày không đổi cho tao ạ. Vâng, các bác phải nói, thì em mới biết được các bác ngứa lúc nào thì em mới gãi được nha các bác. Đó, tránh cái trường hợp về đến nhà có bác thì thích ấy, có bác thì đang ghi đồng đôi này, các bác chuyển sang ghi đồng một, có bác đang ghi đồng một thì các bác chuyển sang ghi đồng đôi. Đó, thì các bác phải nhắn tin thì em mới thay được nha các bác. Vâng, B4 ngày hôm nay sẽ có giá là 1.650.000 đồng. B4 ngày hôm nay Echo Kirit phân khúc 26cc lòng 34 ly ạ. Vâng, B4 giá 1.650.000 đồng ạ. Vâng, sang tới B5 và B6. Khi các bác thích một con phân khúc cơ trung bình, phát chuyên nghiệp, phát cày cã, sử dụng rất hiệu quả, và cái túi tiền của nó phải chăng ạ. B5, B6 là sự lựa chọn tốt nhất cho các bác nha các bác. Vâng, với cái mức giá 1.550.000 đồng, các bác đã sở hữu một con hàng hệ đến từ thương hiệu Shindagawa. Shindagawa 231. Vâng, ở các bác nào đăng ký kênh hoặc xem mấy video mới, video gần đây ạ, Shindagawa ngày nào cũng có nha. Và nó có những Shindagawa 230, 231, 232, 234. Vâng, với những cái thương hiệu Shindagawa 231 này thì nó đang sử dụng chế hòa khí, chế Guamoro, chế 2 kim. Nó sẽ nhỉnh hơn cái giá của những con 232 hoặc 234 một chút xíu nha các bác. Để cá nhân em so sánh cặp Shindagawa S23 231 này so với lại Mitsubishi TL23 nha. Đó, thằng này cỡ nếu mà để bỏ đồ bền ấy là cỡ ngang hoặc hơn nha các bác. Còn để mà so sánh giá tiền ấy thì chắc chắn là các bác thì thấy ạ, trên nhau 200.000 nha. 200.000 là tên thương hiệu của Mitsubishi đấy ạ. Còn để mà chất lượng thì ạ, hai thằng chắc cỡ ngang ngang cơ thôi ạ, chứ còn không thể hơn nhiều được nha các bác. Vâng, với con B5 này thì là một con đang sử dụng chế ga ngang, chế Guamoro, chế hai kim chính, tụp liền, tay ga giữ, đầu bò liền cho các bác. Vâng, hai con đẹp như nhau nha, xuất sắc như nhau. Shindagawa 231, Shindagawa 231.
đều có giá là 1.550.000 đồng B5, 1.550.000 đồng B6. Xin được qua hàng hệ phát chuyên nghiệp, phân khúc cỡ trung bình, 23cc lòng 32 ly ạ. Ga lên tí. Vâng, lúc nãy em nói cái con Sinagua này này, cái chiều đóng nè của nó, ngay bản thân em là thợ mà là thợ kinh nghiệm ấy ạ. Đa phần Sinagua ấy lên là đóng, xuống là mở. Vâng, con này nó lại giống Marujangma nha các bác. Đó, các bác cứ mở ngay cái nắp này này. Đó, lại con này lại xuống là đóng, lên là mở e ngược nha. Đó, tất cả các con máy ạ, khi các bác không biết chiều đóng ấy ạ, các bác cứ mở rồi cái nắp này ra này. Đó, đó, ví dụ đây cái nè bên tay trái đúng không ạ? Đó, xuống lại là đóng, lên lại là mở. Đó, đó là vậy nha các bác, để con này cũng vậy nha các bác. Vâng, B5 giá 1.550.000 đồng. Vâng, B6 cũng vậy nha, rồi test nổ luôn. Cực kỳ rát luôn, cực kỳ gắt tua, cực kỳ nhanh luôn. Vâng, B5 và B6 có giá 1.550.000 đồng cho thương hiệu Sinagua S231, Sinagua 3 số. Còn vâng, tiếp tới con số B7 và B8 giới thiệu cho các bác cặp Mitsubishi TL23 đẹp xuất sắc nha các bác. Vâng, với những cái phiên bản này, nó là một trong những con xuất sắc. Và cũng có đã các trường hợp vậy ạ, các bác nghi ngờ cái này vỏ mới. Vâng, với những bác nào mà nói mà những cái vỏ màu vàng màu mới này ạ, vâng, các bác xin các bác chỉ chỗ nào bán cái vỏ mới để em đi mua một cái, em thiếu nhiều quá, muốn có vỏ mới đầy con máy xác máy mà không có vỏ, mà đang không có vỏ mới để mà thay đây. Vâng, Mitsubishi TL23 23cc lòng 31 ly. Vâng, đây thì Mitsubishi thì nói thật với các bác thì những mặt hàng này thì cũng được đặt hàng và được rất nhiều bác chốt đơn bên tại Long Cơ Thành Định. Đó là mặt hàng chủ đạo của Long Cơ Thành Định cách đây 1-2 tháng trước đấy ạ. Có cái thời gian vừa rồi cái hàng quà nhập nói chung là nó hơi khó một chút nên nó bỏ ấn nó một thời gian thôi ạ. Giấc này thì trong khoảng nửa tháng tới thì ngày nào cũng sẽ có những thương hiệu Mitsubishi TL23, 26 để phục vụ các bác nha. Và hôm nay là cặp Mitsubishi TL23 23cc lòng 31 đi. Vâng, với con B7 này thì nó khác hơn B8 một chút nha. Con B7 sử dụng chế ga ngang, chế một kim, chế le đỏ tự động, chế qua motor. Còn B8 thì lại sử dụng chế ga ngang, chế le thương, hai kim trình. Đó, mỗi con có một ưu điểm riêng nha các bác. Vâng, đều sử dụng bố tum rời tum nhôm, bố côn 260, tum côn thông dụng, tay ga giữ, đầu bò rin hết cho các bác. Vâng, với thương hiệu này đẹp như thế vậy, em sẽ bán giá 1.750.000 đồng B7, 1.750.000 đồng B8 ngày hôm nay, Mitsubishi TL23, 23cc lòng 31 đi ạ. Và với tất cả những cái thương hiệu Mitsubishi đời TL, lúc máy đều có dập Made in Japan dập nổi nha. Vâng, với những con bác nào thích nhe đỏ này, đó thì các bác chọn nhe đỏ. Nói chung nhe đỏ với le thường, cũng có bác hỏi là ở le đỏ khác nhe thường ở cái gì. Vâng, với những con nhe đỏ này nha, đó nó là nhe đỏ tự động, thì các bác bật lên
có ga lên tự bật lại, nó khác cái le ra nha, phần dưới nó y chang nhau thôi. Đó, thay vì cái le đỏ này, các bác vứt tuột, gọi là cắt cụt cái này đi ạ. Các bác lắp cái le vào, thế nó là như bình thường thôi, nó chẳng có gì cả. Hoặc là bác nào thích cái lắp gió là vừa gạt lên được, vừa le thường được, vừa le đỏ cũng được, em vẫn cứ được nha các bác. Vâng, B7 giá 1.750.000 đồng. B8 cũng vậy, hai con y chang nhau, đẹp như nhau, xuất sắc như nhau, chất lượng như nhau, đều có giá 1.750.000 đồng ạ. Và B8 đều đến từ thương hiệu Mitsubishi, đẹp như nhau, xuất sắc như nhau, đều có giá 1.750.000 đồng. Giá đã bao ship và 5 món phụ kiện kèm theo cho các bác. Vâng, B9 là một con đến từ thương hiệu Echokirit đời cao. Vâng, Echokirit 263. Vâng, rất nhiều phiên bản Echokirit, cực kỳ nhiều phiên bản. Echokirit còn nhiều phiên bản hơn là Mitsubishi đời TL ấy ạ, đời Mitsubishi ạ. Mitsubishi thì nó có tầm khoảng 6-7 đời thôi, từ cổ đến đời cao nó tầm 7-8 đời gì đó. Nhưng Echokirit thì em để ý rồi, cực kỳ nhiều đời nha. Đây là một con Echokirit đời cao. Đó, với bác nào thích một con phân khúc 26cc lòng 34 ly phát cước được nha, phát cước công việc gia đình được ạ. Đây là sự lựa chọn tốt nhất cho các bác. Vâng, với phiên bản này thì đang sử dụng bộ thì cáp ạ, nó chuyên cho phát cước như các bác. Phát cước. Vâng, tay ga bóp hộp xịn sò cho các bác này, các bác có thể thấy ạ, tay ga quá xịn sò luôn. Đầu vò chắn cò rin hết cho các bác. Rin nguyên bản, rin toàn tập, có trợ lực bằng lò xo, chế ga ngang, chế bơm xăng tự động, chế dòng Echokirit sản xuất. Và với thương hiệu này em sẽ bán giá 1.700.000 đồng. B9 ngày hôm nay Echokirit phân khúc 26cc lòng 34 ly ạ. B9 giá 1.700.000 đồng ạ. Vâng, B10 và B11 ở đây là hai sự lựa chọn được được săn đón nhất vào tối hôm nay đây ạ. Mitsubishi TL26. Vâng, với những thương hiệu này ở cái giấc này nó cũng thuộc hệ đang ở thuộc hệ danh sách đỏ đấy ạ, cực kỳ hiếm luôn, cực kỳ ít luôn. Vâng, đây là cặp Mitsubishi TL26 26cc lòng 33 ly, tình trang rin nguyên bản hết cho các bác. Đều sử dụng chế ga ngang, chế quang rô, chế hai kim chỉnh. Đều sử dụng bố tum rời tum nhôm, tum rời tum nhôm. Đều tay ga giữ, đầu gò chắn cỏ thì hết cho các bác. Cặp này sẽ có giá 2.350.000 đồng. B10 2.350.000 đồng. B11 nha các bác, đẹp xuất sắc đấy ạ. Vâng, B10 giá 2.350.000 đồng nha các bác. Vâng, B11 cũng có giá đó, đẹp, xuất sắc, ốc 7 màu luôn các bác này. Đó, nhưng con này thì nó có một thêm một cái ưu điểm nữa nha, cái cần của nó ấy, nó nắc như vậy được nha. À, một số bác không biết nó nắc ấy, bảo ơn thì nhớ sao nó lại nắc vậy, có việc gì không ạ? Đây là cái nhúng của nó nha, nó tránh rung đấy ạ. Vâng, với những phiên bản Mitsubishi TL26 thì nó sẽ sử dụng bố tum 260, tum côn thông dụng, gắn máy xịt thuốc, cái độ chế cái gì đó là những cái tum côn thông dụng nha các bác. Đó, các bác thể cùng của nó này, sáng quắc luôn, tay ga giữ đầu bò đi. Vâng, B11 cũng có giá 2.350.000 đồng ạ.
Vâng, B10 và B11 đều đến từ thương hiệu Mitsubishi TL26, đều có giá là 2.350.000 đồng. Giá đã bao ship và 5 món phụ kiện kèm theo cho các bác. Và hôm nay duy nhất một con máy lớn như các bác. Lớn thì cũng phải là lớn hết cỡ đâu. Nó ở cái phân khúc 31cc. Vâng, với những cái dòng EcoCurit 31cc này, tour của nó cực kỳ nhanh luôn như các bác. Vâng, giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu EcoCurit, phiên bản EcoCurit 31C, 31cc lòng 36 ly. Vâng, với tình trạng con này thì đang sử dụng bộ trục giật có trợ lực bằng cái van xả đầu rồi, giật rất nhẹ nhàng nha. Chế bơm xăng tự động, chế ga đứng, chế quả ga, tum liền tum nhôm, tay ga giữ. Vâng, đầu bò chắn cỏ thì hết cho các bác, con này đẹp cực kỳ luôn nha các bác. Vâng, và với thương hiệu này em sẽ bán giá 2.500.000 đồng. B12, một con máy lớn đến từ thương hiệu EcoCurit, phân khúc 31cc lòng 36 ly ạ. Vâng, con số cuối cùng ngày hôm nay B12 giá 2.500.000 đồng ạ. Vâng, em vừa báo giá cho bà con lô máy 12 con. Em xin nhắc lại giá em báo trên từng mặt hàng, từng cái máy là nó có phụ kiện kèm theo và đã miễn phí ship toàn quốc cho các bác. Vâng, bác nào chưa thích con nào này, chưa chọn được hoặc là chốt chậm, chốt hụt, các bác có thể bấm nút đăng ký kênh để chờ những video tiếp theo. Thường em phát sóng vào khung giờ 7 giờ cho đến 7 giờ 30 phút buổi tối hàng ngày. Hoặc là các bác có thể gọi điện trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 nha các bác. Vâng, và cuối video em xin nhắc lại một lần nữa, khi các bác chốt đơn, các bác lưu ý giá máy, tình trạng máy, công suất máy và nhất là giá tiền máy nó báo rõ ràng trên video rồi nha các bác. Và khi một số bác, một số ít bác có ý định bớt 50.000, 100.000 hay là 200.000 chẳng hạn mới mua máy xin đừng gọi điện, xin đừng tư vấn. Vâng, đấy là quan điểm của cửa hàng. Cái đó thì theo em nghĩ thì cũng không sai. Hoặc là các bác cũng trả giá, các bác cũng không sai. Nói chung mỗi ông một cách làm việc. Biết là cách làm việc của em ấy nó bị một số bác tự ái đó, một số bác ghét luôn đấy, nói tuột là ghét luôn đấy xin những bác nào có thông cảm nha. Vâng, đó là quan điểm của em. Ở trên thị trường cũng vậy ạ. Ở trên thị trường mặt hàng online không phải riêng mặt hàng máy phát cỏ đâu ạ. Không thiếu cha thì thằng bán có thằng bán rẻ, có thằng bán đắt, có thằng lừa đảo. Đó, các bác cứ cảm thấy tin tưởng, giá cả hợp lý, các bác chốt đơn như các bác. Vâng, em xin kết thúc video tại đây. Xin chào toàn thể bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi video ạ.